trường con không có bị chuột? Có. Nhưng mà mỗi năm anh bắt từ 10 con đến 20 con chuột. Đang bỏ thuốc cho chết. Có bỏ thuốc nữa. Mà có bắt nữa. Tại vì anh đặt mỗi ngày cái chuột. Anh có loại mua thuốc chuột nữa. Mà bắt nữa. Mango, 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 mango. Sao? Đợi chút.